Xin kính chào quý vị và các bạn đang dành thời gian đến với chuyên mục Lào Cai xây dựng nông thôn mới. Một năm nhìn lại, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mường Khương đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Là huyện vùng cao, huyện nghèo, song với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân, Mường Khương đã hoàn thành được nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2020, huyện đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện hết sức chú trọng thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo. Có thể nói kết quả đạt được của huyện trong xây dựng nông thôn mới trong năm qua chính là động lực để Mường Khương tiếp tục triển khai thực hiện mục tiêu trong năm 2021 cao hơn. Củng cố, duy trì, đẩy mạnh thực hiện nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với các xã đã đạt. Phấn đấu năm 2021 đưa một xã về đích nông thôn mới, hoàn thành một số tiêu chí ở các xã khác. Đây đang là mục tiêu xây dựng nông thôn mới mà huyện Mường Khương đặt ra. Mục tiêu này phải được các cơ quan ban ngành đoàn thể, các xã tiếp tục triển khai thực hiện tốt, phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức và nhân dân. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện đồng bộ có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Nhìn lại kết quả triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020, huyện Mường Khương đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, huyện đã huy động được tổng nguồn lực xây dựng nông thôn mới đạt trên 285 tỷ đồng, bao gồm nguồn lực đầu tư hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là nguồn lực tham gia đóng góp từ cộng đồng xã hội và của chính người dân. Nhờ đó, nhiều tiêu chí đăng ký nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao được hoàn thành. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện được nâng lên, số hộ nghèo giảm hơn 900 hộ, tương đương 5,85%. Có được kết quả đó, huyện đã huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Mường Khương chúng tôi cũng đã rất quyết tâm, quyết liệt, từ ban chỉ đạo đến cán bộ, đảng viên đến người dân đều một cái tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ. Trong đó có một cái nhiệm vụ rất quan trọng, đó là xây dựng thành công nông thôn mới trong năm 2020. Và đến thời điểm này thì toàn huyện Mường Khương chúng tôi đã hoàn thành 230 trên 304 tiêu chí về nông thôn mới năm 2020. Chúng tôi đã hoàn thành 5 xã về đích nông thôn mới trong năm 2020. Và trong cái mục tiêu từ nay đến năm 2021 thì chúng tôi quyết tâm phấn đấu. Thứ nhất là sẽ đưa thêm một xã, đó là xã Nậm Chảy về đích nông thôn mới trong năm 2021. Sẽ cố gắng phấn đấu một xã về đích nông thôn mới nâng cao, đó là xã Bản Sen. Và các cái xã hiện nay, các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn thấp thì chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt để các cái xã này sẽ cố gắng hoàn thành các cái tiêu chí vẫn trên cái mục tiêu là dễ làm trước khó làm sau. Năm 2020, Phan Long, một xã vùng cao biên giới của huyện Mường Khương đã về đích nông thôn mới. Điều này nói lên sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của người dân với khát vọng vươn lên. Hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, diện mạo nông thôn mới của Phan Long đã có đổi thay. Bà con nhân dân trong xã phấn khởi trước những thành quả đạt được. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36 triệu đồng một người một năm, tăng trên 29 triệu đồng so với năm 2011. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn trên 7%. Chúng tôi rất là vui mừng và phấn khởi. Ở cách đây 10 năm thì chúng tôi thấy là trước khi triển khai nông thôn mới thì cũng có những cái rất là khó khăn, mà chúng tôi cũng suy nghĩ là chắc là cũng còn những cái gian nan cực kỳ khó khăn thì xã nhà mới có thể đạt nông thôn mới được. Mà qua 10 năm phấn đấu thì chúng tôi thấy là đến hôm nay thì xã nhà đã thật sự là đạt chuẩn nông thôn mới. Chúng tôi là người dân rất là vui mừng, tự hào. Thế thì bây giờ là cái đời sống vật chất của nhân dân thì được nâng lên. Thế thì các cái cơ sở vật chất của như đường giao thông nông thôn, các cái trường học thì được xây dựng khang trang, để thôn nào cũng có nhà văn hóa, thì chúng tôi với người dân địa phương để chúng tôi thấy là cần phải cố gắng quyết tâm hơn nữa để giữ gìn cái danh hiệu này. Được đón nhận cái nông thôn mới là cũng rất là mừng. Cái công việc thứ hai nữa là cũng mừng đảng nhà nước mà cũng quan tâm mà đến vùng sâu vùng xa, đặc biệt là cái khu vực biên giới như Tà Lùng Tháng hôm nay.
Trong quá trình chỉ đạo thực hiện các tiêu chí, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, huyện Mường Khương đặc biệt chú trọng đến việc chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn, nhất là với địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để làm được điều này, vấn đề quan tâm đầu tiên được huyện Mường Khương xác định là phải tiếp tục tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị canh tác trên mỗi đơn vị diện tích, kịp thời ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị, chế biến, liên kết, bao tiêu sản phẩm. Thì đến thời điểm này thì huyện Mường Khương cũng đã xác định rõ các cái vùng sản xuất hàng hóa, ví dụ như 9 xã khu vực chúng tôi quy hoạch cái vùng chè thì chúng tôi xác định đấy cây chè sẽ là cái cây chủ lực của cái vùng, ví dụ như là 4 xã vùng thấp và 5 xã vùng cao từ Lấm Nư, Nùng Cú Nhiên, Cao Sơn, Tả Thàng, là chúng tôi xác định cái sản phẩm chè của 9 xã đấy là cái cây chè là cây chủ lực. Thì hiện nay chúng tôi đang hỗ trợ theo cái nghị quyết 12 của Hội đồng Nhân dân tỉnh là hỗ trợ phát triển cái vùng nguyên liệu chè, thì bình quân mỗi một năm tại 9 xã là chúng tôi phát triển khoảng 300 ha mở rộng diện tích ở 9 xã đấy, còn các cái xã khác thì chúng tôi lại quy hoạch các sản phẩm khác. Xác định rõ được ưu thế lợi thế của mỗi vùng, lĩnh vực nông nghiệp của huyện Mường Khương đang tiếp tục được thực hiện theo quy hoạch một cách có trọng tâm, khai thác tối ưu lợi thế của từng địa phương, từng vùng để phát triển. Bên cạnh đó, huyện cũng quan tâm kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, liên kết bao tiêu chế biến sản phẩm sau thu hoạch. Nhiều sản phẩm nông nghiệp của huyện như ớt, chuối, chè, quýt được sản xuất an toàn theo hướng Việt Gáp, đã mang lại thương hiệu uy tín cho sản phẩm. Theo tính toán của huyện Mường Khương, với hướng đi như vậy, sản xuất nông nghiệp sẽ đóng góp rất lớn vào trong công tác xóa đói giảm nghèo một cách bền vững của huyện. Các địa phương cũng bám sát chủ trương, quy hoạch của huyện để có định hướng phát triển kinh tế phù hợp. Vâng, về để mà nâng cao thu nhập và giúp đỡ cái cải thiện đời sống của nhân dân ấy, thì hiện nay thì đối với cấp ủy chính quyền xã chúng tôi cũng đã đề ra một mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, và đối với chính quyền thì ra một cái kế hoạch chi tiết để xây dựng thứ nhất là quy hoạch cái vùng phát triển kinh tế đối với từng cái loại cây trồng cụ thể và tranh thủ các cái lớp bồi dưỡng rồi thì đào tạo hướng dẫn khoa học kỹ thuật cho bà con dân. Thì chúng tôi cũng đã ngay khi sau đại hội thì chúng tôi cũng đã liên kết với các cái trung tâm dạy nghề là mở các cái lớp để hướng dẫn cho người dân trong cái vấn đề mà cái kinh nghiệm rồi cái kỹ thuật về chăm sóc từng cái loại cây trồng trên địa bàn là những cây trồng chủ lực để giúp cho bà con dân có cái kiến thức để mở rộng cái diện tích cũng như là nâng cao cái thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Để tiếp tục duy trì cái xã nông thôn mới và xã được nông thôn mới nâng cao thì chúng tôi xác định rõ về tư tưởng cũng như là nhiệm vụ chính trị của địa phương và tiếp tục củng cố lại ban chỉ đạo và cũng như là cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt là trong cái nâng cao thu nhập cho nhân dân trong cái đời sống của nhân dân. Trong quá trình thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020, huyện Mường Khương luôn quan tâm chỉ đạo đối với các xã đã về đích nông thôn mới phải duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Các xã chưa đạt phải phấn đấu thực hiện có hiệu quả những tiêu chí nằm trong kế hoạch hoàn thành của năm. Năm 2021, Mường Khương tiếp tục với quan điểm xây dựng nông thôn mới phải làm cho cuộc sống diện mạo nông thôn của huyện được nâng lên và đổi thay. Chúng tôi sẽ bố trí sắp xếp hài hòa các cái nguồn lực của trung ương, của tỉnh, của địa phương để tập trung các cái nguồn lực, nhất là các cái nguồn lực liên quan đến xây dựng các cái cơ sở hạ tầng mà nó yêu cầu cái nguồn lực cao và cái sự vận động người dân tham gia hiến đất, đóng góp ngày công cũng như là đóng góp tiền, hiện vật để cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn huyện thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của năm 2021, ngay từ những ngày tháng đầu của năm, huyện đã củng cố, nâng cao hoạt động ban chỉ đạo, tập trung hướng dẫn đôn đốc các xã, các đơn vị liên quan bám sát kế hoạch đã xây dựng để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Phát huy mạnh mẽ vai trò cấp ủy, hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Quá trình thực hiện phải quan tâm chú trọng phát huy cao vai trò của các địa phương, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng tốt công tác quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn. Đặc biệt là chú trọng tới việc củng cố đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
Chuyên mục Lào Cai xây dựng nông thôn mới xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.